Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về danh mục nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Các dự án đủ điều kiện gồm chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2, chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu tái định cư Đại Địa Bảo và khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh. Tổng mức đầu tư của 3 dự án là trên 2.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 5 năm 2023, Đà Nẵng đã hoàn thành 15.213 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên, trong đó có 39 dự án từ ngân sách nhà nước với tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 3.500 tỷ đồng, với 10.579 căn hộ và 2 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng. Hiện thành phố đang thực hiện chuyển đổi thủ tục chuyển đổi công năng 2 dự án ký túc xá sinh viên sang nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động với 728 căn hộ và một dự án đang triển khai gồm 209 căn hộ. Các căn hộ này được ưu tiên bố trí cho người có công với cách mạng, hộ giải tỏa, hộ nghèo, công nhân người lao động khu công nghiệp. 9 dự án xã hội hóa với 7.511 căn hộ, trong đó đã hoàn thành 4.634 căn hộ, đang xây dựng 2.877 căn hộ, đang tiếp tục triển khai kêu gọi đầu tư 4 dự án với khoảng 3.500 căn hộ. Đối tượng được mua thuê nhà ở xã hội ngoài ngân sách được quy định theo nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo luật nhà ở năm 2014.